Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Xoáy TV của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung. Tin chúng tôi mới nhận được vào trưa nay đã có xô xát và đụng độ ở biên giới Việt-Cam qua hệ thống tình báo của Việt Nam hoạt động dọc biên giới Việt-Cam bảo vệ. Từ đêm qua, lính Campuchia đã đóng giả thường dân nước này để tràn vào sâu bên trong lãnh thổ của Việt Nam. Mục đích của Trung Quốc là dùng con bài Campuchia để tăng cường khiêu khích tạo cớ gây chiến Việt Nam. Trung Quốc muốn có xung đột để lợi dụng tình hình phức tạp nhằm ý đồ đưa quân vào Campuchia hợp pháp. Trung Quốc sẽ tuyên truyền cần phải đưa quân để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc tại Campuchia. Hai nước này sẽ ký kết hiệp ước đồng minh để phục vụ cho ý đồ quân sự của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Khu vực ASEAN sẽ tạo thành điểm nóng như các nước theo đạo Hồi tại Trung Đông, để tiện cho việc phát triển kinh tế bằng cách bán vũ trang hàng nặng và hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc sang khu vực này kiếm lời. Trong mấy tháng qua, nhiều loại vũ trang hàng nặng của Trung Quốc được đưa đến các doanh trại tại vùng 1 và vùng 2. Đây là hai vùng quân sự có chung đường biên giới với nước ta, dài 1.370 km để thực hiện mưu kế này. Trung Quốc dùng con bài Campuchia liên tục khiêu khích Việt Nam trước. Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc liên tục xâm lấn biển đảo, vị trí quan trọng của thế giới vì tuyến hàng hải quốc tế quan trọng bậc nhất này. Để thực hiện âm mưu chia rẽ các cố vấn người Trung Quốc trong mấy ngày qua, tìm mọi thủ đoạn cho quân lính Campuchia đóng giả thường dân. Chúng liên tục đi đến đường biên giới chung của hai nước để khiêu khích. Chúng chặt phá cây rừng để dựng lều bạt. Những quân lính giả danh thường dân này hàng ngày đi kiếm củi và thả cho bò dây cứu ngan vịt. Chúng đốt lửa để nấu ăn hàng ngày ở bên ngoài và đêm ngủ bên trong các doanh trại nhỏ này. Trước tình hình này, các tư lệnh dày dặn kinh nghiệm tác chiến tại quân khu 7 đã bàn thảo để tìm ra cách đối phó. Công việc này khó khăn vì đòi hỏi phải cẩn trọng. Chỉ cần một xô xát nhỏ sẽ dẫn đến đụng độ biến thành xung đột quân sự thì chúng ta sẽ mắc vào mưu kế của Trung Quốc đã bày ra. Đứng trước tình hình chiến sự kiểu mới này, các tư lệnh quân khu 7 đã họp bàn và tìm ra cách đối phó hiệu quả. Sau khi bàn thảo xong, phó tư lệnh phụ trách công tác biên giới đối ngoại quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đã gửi điện khẩn cấp xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và được chấp thuận phương án hành động ngay. Công việc được khẩn trương tiến hành ngay lập tức. Để an toàn cho người dân, nhiều gia đình ở gần biên giới khu vực quân lính Campuchia đang tiến hành khiêu khích đã được di dời vào sâu bên trong các trại quân sự, di động được dựng lên trước đó. Tại vườn quốc gia Bù Gia Mập, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, quân khu 7 đã cho dựng lều chắn trại di động để đưa bà con ở những khu vực gần đó đến ở, để phòng quân lính Campuchia tấn công bất ngờ, gây nguy hiểm cho bà con. Tại quân khu 7 có quân số khoảng hơn 40.000 quân, vì thế đã điều chuyển 5.000 quân ra đối phó bằng cách để quân lính mặc quần áo dân sự như những thường dân sinh sống ở khu vực này. Kế hoạch tác chiến được đưa ra cho đến binh lính là chỉ xua đuổi những con gia súc gia cầm về ngược lại phía biên giới của Campuchia khi những vật nuôi của Campuchia lấn sâu qua đường biên giới khoảng 500 mét. Đây là khu vực đồng bằng nhiều cây cọ, phía Việt Nam đã điều 300 quân mặc thường phục, dắt theo chó nghiệp vụ, đi trước vào 4.700.000 quân. Vẫn mai phục ở phía sau những ngọn đồi núi nhiều cây cọ. Đây là cách phòng vệ khôn ngoan và sẽ ứng cử kịp thời cho 300 binh lính đang ở tuyến đầu nếu bị quân Campuchia tấn công. Những tính toán và sắp xếp tỉ mỉ của các tư lệnh đã nằm ngoài kiểm soát so với thực tế diễn ra, biến đổi liên tục. Khi 300 quân thường phục vào chó nghiệp vụ được dắt đến gần đàn gia súc, gia cầm của Campuchia, chúng đã lao tới để xua đuổi bằng những tiếng kêu gào inh ỏi, khiến toàn bộ những con vật nuôi chạy toàn loạn về phía bên kia biên giới. Những con chó nghiệp vụ này đã mải mê xua đuổi lấn sang và vào sâu lãnh thổ của Campuchia, bắt buộc những người lính thường phục của Việt Nam phải băng qua đường biên để bắt chúng quay về. Khi băng qua đường biên được khoảng 100 mét thì đã bị lính dạ danh dân thường của Campuchia ra chặn lại dẫn đến đụng độ với nhau. Lợi dụng tình hình này, mưu đồ của Trung Quốc đã thực hiện được phần nào. Ngay lập tức, các cố vấn Trung Quốc đã ra lệnh cho quân lính thường phục của Campuchia dùng gậy gộc để đánh đập quân lính của Việt Nam, dẫn đến xung đột lớn, ước tính có 3.000 lính Campuchia dạ danh dân thường kéo đến tấn công. Trước tình hình nguy hiểm này, toàn bộ 4.500 lính thường phục ở phía sau đã nhanh chóng xuất hiện để giải cứu 300 người lính đóng giả thường dân của Việt Nam. Vụ việc xô xát này càng lúc càng lớn hơn khi lính Campuchia liên tục dùng gậy gộc, đất đá tấn công liên tục vào lính Việt Nam. Để tránh căng thẳng lên cao tạo cớ cho Campuchia gây chiến tranh, tất cả đã được lệnh rút quân ngay lập tức.
Vụ việc đụng độ này đã làm trọng thương 14 lính Việt Nam và 43 lính Campuchia. Cả hai bên không có người thiệt mạng. Vì mục đích dạ danh dân thường nên cả hai bên không sử dụng vũ khí để tránh bại lộ ý đồ của nhau. Sự thâm độc của Trung Quốc là bất tận, với nhiều mánh khóe và thủ đoạn đê hèn, Trung Quốc là nước kiếm ăn nhờ vào việc bán hàng dạ với giá thành rẻ mạt. Ngoài ra, Trung Quốc thường xuyên cung cấp vũ trang có hỏa lực mạnh cho các chế độ quân Việt, độc tài và các tổ chức khủng bố điên khùng. Những trang thiết bị trấn áp người dân mà các cơ quan công quyền cung cấp cho lực lượng vũ trang đàn áp khốc liệt với chính người dân của mình đều được sản xuất từ Trung Quốc. Chính quyền bành trướng Bắc Kinh không bao giờ muốn chung sống hòa bình với các nước hàng xóm. Để thực hiện giấc mộng Trung Hoa là thay thế Mỹ và Liên Âu để lãnh đạo toàn bộ thế giới theo quyền pháp của mình. Chính quyền Bắc Kinh luôn là nước hậu thuẫn và gây rối loạn trên thế giới để kiếm lợi riêng. Tất cả các thể chế độc tài luôn muốn trị vì dân chúng càng lâu càng tốt, để hưởng lợi từ sự thống khổ của người dân. Những thể chế này luôn phải cần đến Trung Quốc, vì chỉ có Trung Quốc mới làm bạn và hậu thuẫn để bán những trang thiết bị dùng vào việc trấn áp người dân mạnh mẽ và tinh vi nhất. Tại khu vực Đông Nam Á trước năm 2014, Thái Lan được đánh giá cao là nước tự do dân chủ nhân quyền trong khu vực này. Nhưng kể từ khi tháng 5 năm 2014, chính quyền quân sự đã đảo chính và lên cầm quyền. Trong suốt 7 năm qua, chính quyền quân sự Thái Lan đã làm cho nước này từ thể chế tự do, giờ đây trở thành đất nước độc tài đàn áp thẳng tay những người cất lên tiếng nói và phản biện, cái sai của chính quyền quân sự Thái Lan. Trong vài năm trở lại đây, nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc đã ồ ạt đổ vào Thái Lan, chính quyền này còn đặt mua nhiều vũ khí, trang bị, hàng nặng của Trung Quốc. Trong các cuộc giải tán đám đông, quân lính của Thái Lan được trang bị quần áo và lá chắn do Trung Quốc sản xuất để trấn áp người dân. Sự ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc đã khiến tình hình tại Thái Lan ngày càng tệ hại hơn trước. Trong mấy năm gần đây, hai nhà nước này trở thành thân tình vì chung quyền lợi cá nhân theo mô hình Trung Quốc. Đối với Campuchia, được Trung Quốc hậu thuẫn cho Khmer Đỏ tàn phá hết sức nặng nề. Với chính sách thù địch của tập đoàn Pol Pot đã sử dụng chính người Campuchia, gây thiệt mạng cho đồng bào mình bằng những hình thức giết hại được sử dụng vào thời Trung Cổ, ước tính có đến gần 3 triệu người bỏ mạng. Vì tư tưởng điên khùng của tên Marxist, dẫn dắt đi lên chủ nghĩa quái thai dị dạng, mang tên chủ nghĩa xã hội không tưởng. Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh từ trước đến nay là không thay đổi. Chúng tự nhận mình đi theo chủ nghĩa quái thai này để lừa bịp dân chúng bên trong đại lục Trung Quốc. Ngoài ra, chúng dùng thứ vũ khí này để làm mù mị các nước hàng xóm láng giềng. Chúng tuyên truyền bằng những mỹ từ đồng chí anh em, cùng chung đường hướng và ý thức, hệ tệ hại này để phục vụ lợi ích bành trướng của chúng. Trong thực tế, bọn lãnh đạo Bắc Kinh chúng không đi theo chủ nghĩa xã hội hay lý tưởng cao siêu gì cả, mà chúng sử dụng nó để làm vũ khí không tiếng nổ, bằng cách dùng chính người cai trị của người bạn xứ thay cho chúng. Chúng kiểm soát bằng quyền lợi kinh tế cho riêng từng người theo hầu chúng, và chúng cũng sẵn sàng hạ thủ nếu không theo hoặc có ý đồ không phục tùng mệnh lệnh của chúng. Người anh em hàng xóm với Việt Nam là Campuchia giờ đây đã hoàn toàn lệ thuộc vào chính quyền Bắc Kinh, khi mà những khoản đầu tư khổng lồ, những trang thiết bị và vũ trang hàng nặng được cung cấp miễn phí cho Campuchia đã làm Thủ tướng Hun Sen mờ mắt. Sau nhiều năm ủng hộ bằng cách dùng mọi thủ đoạn để cho Thủ tướng Hun Sen cầm chắc quyền lực, giờ đây mưu đồ của Trung Quốc đã buộc được Thủ tướng Hun Sen phải thực hiện giấc mộng Trung Hoa. Công việc này thực hiện trong nhiều giai đoạn khác nhau, giai đoạn đầu Campuchia phải liên tục, thường xuyên khiêu khích Việt Nam để tạo thành vùng xung đột ở biên giới hai nước, sau đó biển xung đột này lan sang Lào, Myanmar, Thái Lan và cả khu vực Đông Nam Á. Khi mà Campuchia gây xung đột được với Việt Nam, thì cũng là lúc Trung Quốc tiến hành công việc cưỡng chiếm toàn bộ Biển Đông, lập khu vực nhận dạng phòng không trên biển của Việt Nam. Tiếp theo là khống chế toàn bộ khối Đông Nam Á, các nước này khi xung đột với nhau sẽ tự tìm đến Trung Quốc để mua vũ khí trang hàng nặng. Kinh tế suy yếu, các nhà máy phải dừng hoạt động sẽ phải tìm đến Trung Quốc vì hàng hóa giá rẻ. Trung Quốc lại là nước khuyến khích và ủng hộ cho độc tài. Trung Quốc không bao giờ đòi hỏi nhân quyền như các nước tự do dân chủ của Mỹ và Liên Âu. Trung Quốc chỉ làm bạn và sống nhờ vào những thể chế độc tài, toàn trị để kiếm lời nhằm phục vụ cho công việc xây dựng giấc mộng Trung Hoa của mình. Trước đây, để an toàn cho Việt Nam, đã giúp Thủ tướng Hun Sen lập ra 6 vùng quân sự, có 2 vùng bảo vệ biên giới hai nước được nằm dọc theo hướng Tây Nam, có chung đường biên giới dài 1.370 km. Vùng quân sự được chính các tư lệnh Việt Nam lập ra cho Campuchia là vùng 1 và vùng 2. Trong nhiều thập niên qua, hai vùng quân sự này đã làm ổn định tình hình biên giới của hai nước, nhưng nó lại là điểm yếu khi Trung Quốc nắm được khu vực này. Thủ tướng Hun Sen đã chấp thuận để các cố vấn Trung Quốc đến hai vùng này để đào tạo,
là các phương án tác chiến, mục đích chính là nhắm đến biên giới Tây Nam của Việt Nam. Khu vực này rất quan trọng vì nó là cửa ngõ Đông Dương. Nếu Trung Quốc kiểm soát được nó thì nguy hiểm cho toàn bộ Đông Nam Á. Để thực hiện giấc mộng Trung Hoa, Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam. Chỉ có lãnh thổ Việt Nam là cái mà Trung Quốc thèm muốn để gây ảnh hưởng ra thế giới bên ngoài, vì vị trí chiếm lược quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Thưa quý vị, sau trận diễn ra vào ngày hôm qua tại Trần Bình Độ 202 của Việt Nam, quân đội chủ lực và phe nổi dậy của tướng Giác Khóc bỗng dưng cũng sự im lặng, và có vẻ như cả hai bên đều tạm ngừng chiến để toàn tính kế hoạch cho những ngày tiếp theo tại thành phố Ta Mau cách thủ đô Bom Binh khoảng 10 km. Người dân nơi đây vẫn xuống đường biểu tình nhưng có vẻ như dịch bệnh đã khiến làn sóng xuống đường giảm dần đi trò trệt. Chính Thủ tướng Hun Sen không đưa ra được một biện pháp an toàn nào cho những người dân về cách chống dịch bệnh, và điều này đã làm cho những người dân lại tự nhận thức mình phải tự bảo vệ bản thân. Dù từ chiều qua đến sáng nay, tình hình căng thẳng của Campuchia tạm lắng xuống, nhưng điều đó không đồng nghĩa nó sẽ bình yên thực sự, khi mà người đứng đầu của đất nước này vẫn nuôi tham vọng chỉ vì 16 triệu người dân Campuchia đến hết đời ông ta và sau đó chuyển lại cho con trai ông ta. Thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, vào sáng ngày hôm qua, Trung tướng Humanet, theo lệnh của cha mình là Thủ tướng Hun Sen, đã thống lĩnh sư đoàn 14 tấn công lên dãy núi Vót Tan để hỏi tội Thiếu tướng Giác Khóc vì đã chống lệnh của Hun Sen. Nhưng dù sao, ông Humanet vẫn chỉ là một chàng công tử bột không có kinh nghiệm trần mạng, nên đã nhận sự thất bại ê chề. Ngoài hai chiếc máy bay trực thăng quân sự bị bốc cháy, Humanet còn bị tướng Giác Khóc cho quân lính bắn cháy 6 chiếc xe tăng, 10 xe thiết giáp và nướng chín cả 200 binh lính. Đây quả thực là sự thất bại ê chề trong cuộc đời binh nghiệp làm tướng của Humanet. Tuy nhiên, công luận thế giới và nhất là Campuchia không đề cập nhiều đến ông Humanet. Họ chỉ ấm mũi giáo vào Thủ tướng Hun Sen để xả cơn tức giận đã làm những việc sai trái với đạo lý ở đời. Và đương nhiên họ vẫn coi Trung tướng Humanet chỉ là một cậu bé tội nghiệp. Chỉ đâu đánh đó, cũng theo nguồn thông tin từ các phóng viên đang tác nghiệp tại Campuchia, ông Humanet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, vẫn bình an vô sự, chứ không bị mất mạng như một số nguồn tin đã theo dệt. Theo như tình hình chiến sự ngày hôm qua cho biết, hai chiếc máy bay trực thăng quân sự của quân chủ lực Campuchia bị tên lửa phát vai của đối phương bắn hạ. Câu chuyện này là có thật, nhưng ông Humanet không ngồi trong hai chiếc trực thăng đó. Dẫu sao đó cũng là một phen hú hồn của ông Humanet. Giờ quan chức của Campuchia thì nghe tin hai chiếc trực thăng bị bắn hạ, tất cả quan chức đều chết lặng người. Khi nguồn tin từ biên giới báo về, hai trong số 10 chiếc trực thăng của tướng bị bốc cháy dữ dội và không có một chiếc dù nào được bung ra ngay sau đó. Điều này chứng tỏ rằng các tầng tài giới quyền của Thủ tướng Hun Sen cực kỳ quý trọng ông Humanet. Nó trái ngược hoàn toàn khi mọi người đều chán ghét ông Hun Sen. Nghe nhiều tướng tài nói lại rằng ông Humanet có tính cách trái ngược hoàn toàn với cha mình. Ông luôn cư xử đúng mực với tất cả các tướng sĩ. Chưa bao giờ dùng vị thế của mình để chèn ép những người khác. Bản thân ông cũng nhiều lần giải nguy cho nhiều tướng lĩnh mà Hun Sen nổi giận. Bởi vậy, khi nghe tin ông Humanet bị thiệt mạng vì tên lửa của đối phương, tất cả các binh lính đều chết lặng vì thương tiếc một vị tướng hiện tại. Kính thưa quý thính giả, một thông tin khác nữa cũng được chúng tôi đính chính luôn. Và ngày hôm nay, hôm qua, có một nguồn tin cho rằng Thủ tướng Hun Sen đã bay sang Bắc Kinh để dự lễ kỷ niệm 31 năm ngày chiến thắng Thiên An Môn. Thế nhưng nguồn tin trên là không chính xác, khi mà Thủ tướng Hun Sen đang phải đau đầu đối phó với các cuộc biểu tình ở trong nước và đối phó với quân nổi dậy của Thiếu tướng Giác Khóc. Riêng về vấn đề biểu tình, Hun Sen không mấy đáng quan tâm, bởi dân chúng Campuchia quá nghèo khổ, họ không thể giữ mãi tình trạng này được lâu. Hàng ngày cứ đi biểu tình thì lấy cái gì để mà ăn. Trong khi đó, bệnh dịch viêm phổi cấp đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của họ. Bởi thế, làn sóng biểu tình theo dự đoán của ông Hun Sen sẽ giảm dần đi và tan vỡ. Điều khiến ông đau đầu là vấn đề nổi dậy của tướng Giác Khóc. Nếu ông không có phương cách đối phó dẹp nhanh phiến quân này, thì hệ lụy của nó sẽ là khôn lường. Trong sự vụ này, tướng Giác Khóc được sự chỉ đạo từ xa của tướng Thái Phari. Hơn nữa, 800 binh lính của đại tướng Hắc Thon cũng đặt từ Việt Nam chạy sang Campuchia để trợ giúp. Nếu tình trạng này kéo dài, nhiều tướng tá trong quân đội dao động rất dễ kết bè kéo phái đứng về tướng Giác Khóc. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc để gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!